Sau chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị thì các địa phương đã có dự án cao tốc Bắc Nam đi qua là ba huyện Vĩnh Linh, Gio Linh, Cam Lộ đã tổ chức tuyên truyền cho người dân biết chủ trương thực hiện dự án và kiểm tra trật tự xây dựng trong phạm vi triển khai dự án, xử lý nghiêm các sai phạm xây nhà, dựng chuồng chăn nuôi và trồng cây đợi đền bù cao tốc qua Quảng Trị. Liên quan đến dự án cao tốc Bắc Nam, đại diện Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị cho biết, đây là công trình trọng điểm quốc gia nên cần sự đồng thuận của người dân để dự án triển khai thuận lợi. Việc người dân xây dựng các công trình trái phép, các vườn cây trên phạm vi đơn vị tư vấn đã khảo sát để thực hiện dự án, tỉnh đã có văn bản đề nghị không chỉ huyện Vĩnh Linh mà cả hai huyện là Gio Linh, Cam Lộ tăng cường công tác kiểm tra xử lý. Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị cho biết thêm, trước mắt sẽ vận động người dân ủng hộ chủ trương thực hiện dự án cao tốc. Nếu các hộ dân cố tình vi phạm sẽ kiên quyết không đền bù và căn cứ vào quy định của pháp luật để có biện pháp xử lý phù hợp.